Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh hàng bán Nhật ạ. Hôm nay em lấy thêm một số đồ nghề nữa. Hôm nay có mũi khoan sắt nha bác, và cái bóng đèn pha này, bóng đèn pha và thùng đồ nghề, rồi có một cái móng của Nhật, xẻng, kìm cộng lực, kéo tỉa hàng rào và bào gỗ, rồi một số món đồ nghề khác và rất là nhiều kéo cắt vải đẹp, kéo cắt vải xịn nha bác. Hôm nay là có đây cây rìu mặt trăng này, rìu mặt trăng thép giấy xanh nhé các bác, rìu mặt trăng thép giấy xanh. Mã số đầu tiên hôm nay là mũi khoan sắt ạ, mũi khoan sắt. Cái này thì mới lấy về thêm nha các bác này. Cái này thì bề ngoài thì nó hơi hơi bị rỉ một tí đó, nó rỉ bên ngoài thôi, em không có thời gian nên không có vệ sinh được này. Từng cái một chà ấy được. Đây ạ. Một ký như này là 450 ngàn ạ. 450 ngàn một ký, nó rất là nhiều luôn ạ. Cái này về các bác vệ sinh lại để xài nhé. Mà các bác về các bác khoan khoan một hai lần là nó cũng bay hết này. Khoan là nó sẽ bay hết đấy. Một ký đây, này nặng 1 ký ạ. Và 1 ký của nó này, để em đếm thử cái nó có cả mũi to, mũi nhỏ, mũi đến 12 ly, 10 ly ạ. Hai này, để em đếm thử xem 1 ký thì được tầm xem bao nhiêu mũi nhá. 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25, 25, 30 này. 30 và 36 mũi á, 36 mũi. Tính ra nó cả to cả nhỏ chỉ có hơn 10 ngàn một mũi thôi. 450 ngàn thì bao ship nha các bác, bao ship 1 ký á. 450 ngàn bao ship ạ. À, những cái mũi to này tính bình quân cũng chỉ có hơn 10 ngàn thôi. Rất là rẻ, nó không nó chỉ rỉ rỉ bên ngoài thôi nhá. Về các bác tự vệ sinh lại nhá. Đây ạ. Trong này. Còn cái đầu mũi khoan thì nó còn đẹp nhá. Đây này, đầu mũi khoan còn sắc bén, không có sứt mẻ gì hết đâu. Thỉnh thoảng lâu lâu mới có một cái mũi nó bị hư một tí thì về các bác mài giũa lại thôi. Đây ạ. Này bác nào lấy thì em sẽ bốc ngẫu nhiên nhá. Bốc nhưng mà em bốc xem có cả mũi to, mũi nhỏ đấy. Nói chung là nó cũng chỉ tầm khoảng hơn 10 ngàn một mũi thôi. Những cái mũi to này tính bình quân chỉ có hơn 10 ngàn thôi. Mười mấy ngàn thôi. Đây. 1 ký là 450 ngàn và bao ship nhau không? Cái này mũi nó không đẹp bằng hôm trước. Hôm trước mũi đẹp thì 300 nửa ký ấy. Tính ra là 600 ngàn ấy. Hôm nay chỉ có 450 ngàn thôi. Nó gần 40 mũi luôn. Cả to đấy nhỉ. 450 ngàn 1 ký. Đến mã số tiếp. Mã số đầu tiên hôm nay là mã D ạ. D1. D1 là một cái bóng đèn pha này. Cái này thì chiều ngang của nó, đường kính của cái bóng này là 20 cm. Nó là công suất của nó là 300W, 300W và nó xài điện 110 ạ. Tem mác còn nguyên ạ. Trên cái hộp này nó cũng có đây, hộp nó cũng có thông số tem mác đấy ạ. Còn nguyên. Cái sợi dây nối với cái bóng đèn pha này là nó dài 2 m ạ, 2 m và nó xài điện 110. Đây, điện của nó là điện màu đỏ này, nó chiếu xa được tầm khoảng 30 mét nha các bác, 30 mét. Cái này bác nào cần mua xài thì một thể mua này. Cái số D D D1 là 400 ngàn, 400 ngàn cái bóng này ạ. Bóng đèn pha 400. Đây, mã số D2 ạ. Mã số D2 là một cái thùng đồ của Toonbook. Thùng này là thùng loại nhỏ một tầng nha bác. Chiều dài của cái thùng này là nó dài 35 cm. Chiều ngang của thùng là nó dài là 15 cm. Và chiều cao của thùng là 10 cm. 10 cm. Thùng còn khá là đẹp đó. Toonbook. Nó chỉ bị rỉ sét một vài chấm li ti thôi. Bong trong một tí thôi. Tem mác còn nguyên này. Đấy bên trong nữa. Bên trong còn đẹp nguyên nha bác. Gần như người ta cũng có xài rồi nhưng mà để rất là ít đồ. Nên nó còn khá là mới đấy. Xài ít nên nó còn mới lắm. Đáy của nó đấy. Cái này D2 là 170 ạ, 170 ngàn. Mã số tiếp theo là D3, một cái thùng của hãng Toyo ạ.
thùng đồ nghề. Chiều dài của thùng là 35 cm, chiều ngang của nó là 17 cm và chiều cao của nó là 15,5 cm. Hàng Toyo. Thùng này nó còn đẹp nha các bác. Nó chỉ bị bong trong một tí sơn trên mặt thôi, còn trong lòng nó còn đẹp nguyên này. Đây nó có mấy cái lá thép này ngăn ô ra để mình đựng đồ nghề rồi đựng ốc vít các thứ đấy. Đây này, người ta lót thêm cái ấy. Cái đáy của nó cũng còn đẹp nhau mà, còn đẹp đấy. Cái này là D3 là 320. Loại này là loại dày nhá bác, loại dày. Nó nặng, cái thùng này nó nặng hơn 2 kg cơ, khoảng 2,5 kg. Nó nặng khoảng hơn 2,2 kg. D3 là 320, loại này là thùng dày nhá. Và D4 cũng một cái thùng, nó của Toolbook. Nó cũng còn đẹp này các bác, còn nguyên lớp sơn mạ bên ngoài luôn. Chiều dài là 35, chiều ngang của nó là 17 và chiều cao của thùng là 15,5. Đây, nó cũng còn khá là đẹp, thùng 2 tầng đó. Trong lòng này, cái này thì loại này thì nó không dày bằng cái D3 nhé các bác. Cái này nó chỉ nặng có khoảng 1,9 kg thôi, 1,9 kg. D4 là 270 ạ, 270, nhưng mà còn rất là đẹp. D4 270. Mã số tiếp theo là D5, là một cái cây thước mét ạ. Cây thước mét. Cây này nó cũng còn đẹp nguyên này, và nó có những cái số quan, số ấy là 10, 20, 300, nó được in mực đỏ này. Mặt sau cũng còn đẹp nhau các. Cây này còn khá là đẹp đấy. Ở phần cuối của nó có dấu nội địa Nhật này, và nó có cái logo hình bánh răng bên trong, có chữ này em không biết nhé. Cái này D5 là 280 á, 280. Rồi, thông số các thứ còn rất là rõ nét, còn khá là đẹp đấy. Thỉnh thoảng nó có mấy cái vết ố vàng vàng này, về các bác tẩy rửa trà đi nhé, trà này là sạch, mặt sau còn đẹp nguyên. D5 280 á. Mã số tiếp theo D6 ạ. D6 là một cái cây móng. Cái này quê em gọi là móng, còn quê các bác thì cái này gọi là gì thì em không rõ nhé. Chiều dài của cái móng này là nó dài 36,5 cm, 36,5 cm. Em tính từ cái phần đầu cán này nhé, 36,5 cm. Chiều ngang của nó là 13,5 cm. Và nó dày, nó dày tới sắp xỉ 7 ly ạ, khoảng 6,7, 6,8 ly, 6,7, 6,8 ly ạ. Đây, cái móng này. Cái phần cán của nó dài 70 cm nhé bác. Tính cả cái móng, cả cái lưỡi, cái cán nữa. Đây, cán đấy, cán gỗ. Lưỡi lẫn cán nữa, là cán thì còn chắc chắn, còn khá là đẹp nhé. Tính cả lưỡi, cả cán thì nó tầm xem khoảng 1 mét đấy ạ. Này, bác nào mà thích làm nó dài hơn thì có thể nối thêm cái cán ở phần đuôi vào nhé, nối thêm vào được ạ. Lấy ống thép và nối thêm ống vào. Ở trên lưỡi của nó có khắc chữ thủ công của Nhật trên này đấy. Đây ạ. Cây này D6 là 370 ạ, 370. Cái móng này em ít gặp này. Đầu tiên em nhìn em tưởng là móng của Việt Nam luôn ạ. Đây này ít gặp luôn ạ. Lần đầu thấy có cái móng của Nhật. D6 370. Mã số tiếp theo là D7 ạ. D7 là một cái cây xẻng nhọn. Xẻng nhọn cán gỗ, chiều dài lưỡi của nó là 28,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 23 cm. Bề mặt lưỡi thì nó bị bong chóc đi một ít sơn rồi, nhưng mà nó còn khá là đẹp nha các bác, không có bị reset gì hết ạ. Mặt trên thế ạ. Đây có chữ Snetel, thép không rỉ ạ. Và cán của nó đây, cán của nó còn rất là đẹp luôn ạ. Và nó còn nguyên tem mác này, phần đuôi cán cũng thế ạ, còn đẹp ạ. D7 cây này là 300 ạ. Đây, còn nguyên tem mác. D7 300 ạ. Đây, mã số tiếp theo D8 ạ. Mã số tiếp theo D8 là một cái cây cồng kìm cộng lực của hãng MCC. Cái này là size là 350 ạ, 350. Phần cán của nó thì lớp sơn mạ bên ngoài nó bị bong trong một ít rồi, bong trong một ít ạ.
Còn miệng 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 của nó thì còn đẹp nha bác, nó không bị gam mẻ gì hết ạ. Và cái này nó hở một tí, các bác không thích hở thì có thể xoáy vặn chỉnh hai con ốc này là nó khép nó miệng lại nhá. Nhưng mà các bác cắt kẽm nên để hở tí để cho hai cái lưỡi nó khỏi cắn vào nhau, nó đỡ hại lưỡi, để hở rơ ra một tí. Cái này cắt cáp là 6 mm ạ, 6 mm. Cái này D8 là 250 ngàn ạ. D8 250 ngàn ạ. Mã số tiếp theo D9 ạ. D9 cũng một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC ạ. Cái này size cũng 350. Cán cũng bị chảy xước bong trong một chút sơn ạ. Tay cầm bọc cao su. Và răng của nó còn đẹp nhưng mà không gam mẻ gì hết. Cái này người ta cũng để hở để rơ ra một tí này. Các bác có thể điều chỉnh được từ hai con ốc này đấy. Cắt cáp 6 mm này. Và cây này D9 cũng 250 ngàn ạ, 250 ngàn. Còn mã số tiếp theo D10 ạ. D10 là một cái cây cũng kìm cộng lực size 600 ạ. Size 600. Cái phần cán của nó thì cũng bị bong tróc sơn rồi. Này các bác thích đẹp thì có thể trà cái lớp sơn cũ đi, xịt lên bên ngoài một lớp sơn mới nhá, là nó đẹp đẹp trở lại thôi. Cái này muốn đẹp thì cũng dễ thôi ạ, chà chà hết cái lớp sơn cũ đi rồi xịt này, phủ lên cái lớp sơn mới là mà nhìn nó sẽ đẹp. Đây ạ, lưỡi cũng không gam mẻ gì hết nha bác, và nó cắt cáp là 10 mm, 10 mm size 600 ạ. Lưỡi còn đẹp này, MCC ạ, không gam mẻ gì hết ạ. D10 cây này 500 ạ. Mà tiếp theo D11 ạ, là một cái cây kéo tỉa hàng rào ạ. Chiều dài của cây kéo này là nó dài khoảng 65 cm, 65 cm. Cây này cán bằng gỗ còn khá là mới đó, còn khá là mới. Và lưỡi cũng còn đẹp nguyên nha bác, lưỡi hai lớp thép ạ. Và lưỡi bề mặt lưỡi nó còn nguyên lớp sơn mạ này và nó có dập chìm chữ trên bề mặt đấy ạ. Lưỡi còn đẹp nguyên luôn. Không gam mẻ gì hết, chữ được dập chìm trên trên lưỡi kéo đó. Cái này là D11 là 220 ngàn ạ, 220 ngàn. Mã số tiếp theo D12 ạ. D12 cũng một cái cây kéo tỉa hàng rào. Cây này chiều dài của nó cũng là 65 cm ạ. Và cán gỗ cũng còn khá là mới ạ. Còn khá đẹp luôn ạ. Tem mác còn nguyên này. Tem mác còn nguyên. Và lưỡi của nó còn phần lưỡi đẹp nha bác, lưỡi này cũng hai lớp thép ạ, và nó lưỡi không gam mẻ gì hết, bề mặt còn lớp sơn mạ bên ngoài này, chữ cũng được dập chìm trên lưỡi kéo đấy ạ. Cái này D12 cũng 220 ạ. Mã số tiếp theo là D13. D13 là một cái cây kéo tỉa hàng rào trên cao nha bác. Cây này có thể kéo dài ra được, kéo dài ra được, lúc kéo dài ra thì tổng chiều dài cây kéo nó là 1 m ạ. Này các bác cắt dưới thấp thì có thể thu ngắn lại được, thu ngắn lại nó là khoảng 65 đến 70 cm tầm đấy ạ. Lưỡi còn đẹp nguyên ạ, không gam mẻ gì hết ạ. Lưỡi hai mặt đấy còn rất là đẹp. Tem mác còn nguyên này, tem mác còn nguyên vẹn ạ. Cán là cán bằng nhôm nhá bác, còn khá là mới. D13 là 250 ngàn. 250 ngàn ạ. Đến mã số tiếp theo là D14 ạ. D14 là một cái cục rọi làm trong xây dựng đấy ạ. Cục này thì nó có trọng lượng là 400 gram ạ, 400 gram. Và đây nó có cho một cái cuộn chỉ này, cuộn này nhiều đấy, chắc tầm khoảng chục mét. Cuộn chỉ để buộc cục rọi này. Và trên này thì nó có một cái giá để mình gắn và gắn để mình rọi đấy. Trên này nó có chữ Made in Japan nổi, chữ nổi trên này luôn nha bác. Này hàng còn rất là mới, mới chưa qua sử dụng thôi, còn nguyên bọc. Hàng nội địa Nhật luôn đấy. Đây. Made in Japan. Tem mác còn nguyên, cục này trọng lượng nó là 400 gram. Trên cục rọi cũng có tem mác luôn ạ. Này đây 14 là 160 á, 160 ngàn. Đến mã số tiếp theo là D15 ạ. D15 là một cái ê tô.
D15. D15 là một cái eto này. Cái này nó có bốn cái rãnh để mình bắt ốc này, bắt ốc, và nó có ba cái này giống như là 3 inch hay sao ạ. À, cái miệng của nó là nó rộng là 7 sen. À miệng rộng tầm khoảng, nó tầm khoảng 6,7 sen ạ. Và nó mở hàm, nó mở được khoảng 9,5 sen, 9 sen ạ, khoảng 9 sen. Đây có số 3 này. Và cái phần miệng bên này thì nó còn đẹp nhá các, nó không có bị gam sứt mẻ gì hết đâu ạ. Nó chỉ đây là có một cái con ốc vít bắt vào đây thì nó rớt mất rồi, về các bác kiếm con ốc khác vít bắt lại nhé. Bắt lại cái phần miệng kẹp. Cái eto này nó nặng nè. Nó nặng là khoảng gần 1,8 kg ạ, gần 1,8 kg. Phần thành bên ngoài này nó còn nguyên lớp sơn mạ đấy ạ. Đây 15 là 400 ạ. Nào, số tiếp theo đây 16 ạ. D16 là một cái cây xà beng nhỏ, đinh nhỏ. Cây này là nó chiều dài của nó là 30 cm ạ, 30 cm. Đây nó có một cái logo chữ Nhật này. Và ở cái phần đuôi này cũng có chữ này, made chữ Japan, phần đuôi là chữ Japan. Hai đầu chữ V còn đẹp nhá các, không có bị sứt mẻ gam mẻ gì hết ạ. Đấy. Hai đầu còn đẹp nguyên. Phần đuôi này có chữ Japan này. Và trên này cũng có logo chữ Nhật này. Cái này D16 là 150 ngàn. Mà số tiếp theo D17 ạ. D17 cũng một cây xà beng nhỏ đinh. Cây này là chiều dài của nó là 39 cm ạ. Và nó có một cái đầu dẹp này, đầu dẹp. Cái này nó còn khá là mới, gần như chưa xài luôn ạ. Đầu còn đẹp mà, còn nguyên lớp sơn mạ đấy. Tem mác nó bị bong trong một phần nữa. Đây chữ Nhật này. Trên này nó cũng có tem cơ mà nó mở rồi đấy các bác. Phần đầu trên chữ V này cũng còn đẹp nhá, nó chỉ bị chảy xước bong trong phần sơn một tí thôi ạ. Cái này cái cán của nó là nó hình bát giác nhá các bác. Hình cái này nó hình lục giác, lục giác, cán hình lục giác. Lần D17 cũng 150 ngàn ạ. D17 150 ngàn. Mã số tiếp theo là D18 ạ. D18 là một cái, là hai cây đục, hai cây đục, một cây đục lớn và một cây đục cong này, lưỡi cong này. Cây đục lớn này chiều dài của cây đục là nó dài 29 cm. Và phần lưỡi của nó là nó dài, phần lưỡi là nó 4,3 cm ạ. Lưỡi đục còn rất là đẹp luôn ạ, lưỡi hai lớp thép, lưỡi còn đẹp nguyên. Trên chỗ phần khâu này nó có chữ này, chữ dập chìm này. Mà sau này cán còn đẹp. Và một cái cây độc lưỡi cong này. Cây này thì chiều dài của nó là 27,5 cm. Và cái lưỡi của nó là nó khoảng 1,1 đến 1,2 cm. À quên, nó 1,5 cm ạ. Lưỡi cong này, lưỡi này nó rộng 1,5 cm. Chữ cũng được khắc ở đây ạ. Cái này còn khá là mới luôn ạ, còn nguyên tai mác này, cán còn đẹp. Một cặp như này hai cây ạ. D18 là 230 ngàn, 230 ngàn. Mã số tiếp theo D19 ạ. D19 là một cái bộ độc mini. Cái này nó còn mới này các bác, nó nguyên trong hộp nha các bác. Đây tai mác chữ Nhật này. Cái này thì nó cho thêm cái miếng này, không biết làm gì ạ. Nó gồm 6 cây độc nhỏ nha các bác, 6 cây độc. Nó một cây đục cong này, nó còn mới nguyên. Một cây đục ngang này, một cây đục chéo, hai cây đục chéo, một cây đục chữ V và một cây đục cong nhỏ, hai cây đục cong, hai cây đục chéo, một cây đục ngang và một cây đục chữ V. Đây, nó còn đẹp nguyên, còn gần như mới. Bộ này là D19 là 150 ngàn, 150 ngàn. Đến mã số tiếp theo D20 ạ. D20 cũng một cái bộ đục này, nó gồm 8 cây đục. Cái này cũng còn mới nguyên luôn các bác, mới gần như chưa xài đây. Lúc em nhặt nó có bỏ trong một cái túi này để luôn vậy. 8 cây ạ. Này nó lại lớn hơn này, nó còn mới chưa xài này. Tất cả các đây mấy, có mấy cây, có mấy cây này nó dập chữ trên đấy này,
trên cây đục còn mới. 5 cây, 5 cây dập chữ giống nhau, dập chữ trên cây đục. Này đục lớn hơn mấy cây nãy nha các bác. Một cây đục chéo này. Chưa xài luôn, đục ngang này. Đục cong này. Và đục chữ V này. Và cây này là đục chữ V mini này. Cây này đục chéo nhỏ này. Cây này đục ngang mà đục nhỏ. Còn cái này là nó đục nhọn nhé các bác, cây nhọn. 8 cây ạ, còn mới chưa xài luôn. Bộ này bộ lớn hơn này, dài hơn. Và lưỡi cũng to hơn này. D20 là 200 ạ, D20 200 ngàn, 8 cây. 8 cây ạ, D20 200. Số tiếp theo D21 ạ. D21 là một cái lưỡi cuốc ạ. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 15 cm. Chiều ngang lưỡi cuốc là 8,7 cm, chiều ngang lưỡi 8,7 cm. Và độ dày của lưỡi cuốc là nó dày khoảng 5,5 ly. Lưỡi còn đẹp nha các bác, lưỡi đẹp. Lưỡi kiểu hình tam giác, chéo chéo hình tam giác. Trên này nó có khắc chữ trên này các bác. Khắc chữ chìm rất là đẹp. Ở đây đây nó có vết gì không biết. Này về các bác chêm cán là xài thôi, làm vườn, làm đi đào cây, làm vườn đều được, rất là ngon luôn. D21 này 180 ạ. Lưỡi còn đẹp, còn nguyên ốc sơn mạ đấy. Mà, tiếp theo D22 là một cái cây búa của Dog Ju, búa hình bát giác nha bác. Búa bát giác. Đấy, đầu búa này còn mịn, còn đẹp nguyên, không có vết chảy xước gì này. Và cái phần thân này hình bát giác này. À, một đầu là đầu nhọn này, một đầu là đầu bát giác, đầu tròn đóng đinh này. Đây có chữ của hãng Dog Ju này. Mặt bên này có chữ nữa các bác. Mặt bên này có một cái chữ này. Búa còn rất là đẹp luôn ạ, còn nguyên lớp sơn mạ. Cái này nó trọng lượng của nó là 600 g, 600 g ạ. Cái cán của nó là nó dài 33 cm. Cái này các bác mua về xài cũng được hoặc mua về trưng này, chơi này. D22 là 170 ạ, 170. Búa rất là đẹp luôn ạ. D23 là một cái cây chét nhỏ này. Cái này chiều dài cả cán của nó là 46 cm. Cán thì còn đẹp nha các bác, còn đẹp và chắc chắn này. Phần lưỡi chép này. Lưỡi của nó ngang là chiều dài khoảng 10 cm. Và chiều ngang lưỡi là 7,5 cm. Và độ dày của nó. Nó dày 4 ly ạ. Dày 4 ly. Cái lưỡi này cũng còn đẹp nhé. Còn nguyên lớp sơn mạ này. Còn khá là mới luôn ạ. D23 là 130 ngàn. D24 ạ. D24 là một cái cây kéo cắt tôn size lớn. Kéo cắt tôn thép giấy xanh nhé. Lưỡi thép giấy xanh ạ. Chiều dài của nó là 47 cm. Chiều dài cây kéo cắt tôn 47 cm. Đây, cán còn sạch sẽ, trắng sáng này. Không có bị rỉ sét gì hết. Cái phần trên này nó còn nguyên lớp sơn mạ luôn ạ. Và lưỡi của nó là lưỡi thép ghép hai lớp. Lõi thép ghép là thép giấy xanh. Chữ giấy xanh đấy ạ. Đây, chữ, hai chữ giấy xanh ở cuối này, hai chữ cuối này. Bên này có khắc chữ này. Cái này lưỡi của nó chắc dày khoảng 1 cm đúng không? Rất là dày. Cái này các bác nào cắt tôn lớn này, tôn lớn, tôn những cái miếng tôn dày mua cái này này, mà thép giấy xanh nó rất là bén luôn ạ. D24 là 330 ngàn. Mã số tiếp theo D25. D25 là một cái cây độc. Cái này nó giống như cây độc chặt sắt, chặt sắt. Nó của hãng Mokuba nhé, Mokuba Japan này. Size là 75 này. Lưỡi ngang là dài, ngang là 7,5 cm đấy. Chiều dài cây độc này là 17,5 cm. Cái này người ta độc nó hơi loe ra tí thì em vuốt lại rồi. Rất là đẹp luôn. Còn nguyên lớp sơn mạ bên ngoài nữa. Mokuba Japan. Cái này D25 là 150 ngàn. D26 là một cái cây bấm khuy của
túi sách hoặc là khuy giày hoặc là khuy áo. Đây đó, nó đây là, nó có hình minh họa đây, bấm khuy lỗ túi sách này hoặc là giày dép các thứ gì đấy. Đây, tem mác còn nguyên nhá bác. Cái này giá của nó là 1.560 yên, là nó khoảng giờ tầm khoảng xấp xỉ 300 đó, xấp xỉ 300 ngàn. Mã vạch này, trên cây này nó cũng còn nguyên tem mác này, và nó cho một cái túi túi khuy bằng đồng, túi khuy bằng đồng. Cây này là còn mới chưa qua sử dụng. D26 150 ngàn. D26 150 ngàn. Mã số tiếp theo D27. D27 là một cái cây bấm lỗ dây lịt. Bấm lỗ dây lịt ạ. Cái này anh còn rất là mới luôn ạ. Tay cầm được bọc cao su này, còn đẹp này. Và nó có 6 cái đầu, 6 cái đầu lỗ để bấm này. Lỗ cái máy này thì nó không có bị thấy gì hết nhá. Đế của cái ấy này bằng đồng nhá bác. Đế của cái cây bấm dây lịt này bằng đồng này. Cái này D27 là 160 ngàn. Nhưng mà số tiếp theo D28 á, là một cái lưỡi giống như là lưỡi chép đấy, lưỡi chép. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 12 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 9,5 cm, 9,5 cm. Lưỡi còn khá là đẹp, lưỡi mài hai mặt này. Này thường nó làm 3 lớp thép nhưng không? 3 lớp thép đấy. Và trên lưỡi này người ta khắc rất là nhiều chữ, còn rất đẹp nữa. Về các bác cho em cán là xài thôi. D29 là 190 ngàn. Và số tiếp D28 chứ. D28 190 ạ. Mã số tiếp theo là D29, là một cái bộ đầu để mở ấy đấy, đầu khẩu để mở ốc. Nó mở ốc là từ 8 ly đến 19 mini này. Đây, nó còn nguyên một bộ như vậy luôn ạ. Nó của hãng là SK 11, tem mác còn nguyên đấy. Từ 8 ly, 10 ly, 12 ly và 13, 14, 15, 17 và 19. Cái này thì mấy cái đầu này thì nó nắp vào cái cần trợ lực là 3 phần 4 nha các bác. Cần trợ lực 3 phần 4 đấy. Bác nào xài loại cần trợ lực 3 phần 4 thì mua bộ này về này. Nó từ 8 ly đến 19 mini, 8 mini đến 19 mini. Đây, nó làm từ vanadium trên đấy rồi thế. Cái này còn mấy vết bẩn em chưa vệ sinh cái sạch này. Cái này là nó gồm 8 đầu nha các bác, 8 đầu. 8 đầu là D10, D29 là 200 ạ, 8 đầu. Nó tiếp theo D30 ạ. D30 là một cái cặp cảo. Cặp cảo của hãng Sanki nha các bác, cặp cảo hãng Sanki này. Và nó size là 100 mm, Sanki 100 mm. Một cặp này nó còn khá là đẹp luôn ạ. Đây, còn đẹp nguyên luôn các bác. Có cái có cái thanh thanh sắt để xoay con ốc này thì nó bị rớt mất rồi nhá bác. Về các bác kiếm cắt một cái thanh sắt khác hoặc thanh thép khác để các bác chêm vào trong này này để xài được. Cặp này còn rất là đẹp luôn. Đây, ở phần này nó có chữ Japan này. Japan ở đây ạ. Của hãng Sanki. Size của nó là 100 mm. Bộ này một cặp 2 cây, 2 cây là D30 là 100 à là 350 ngàn. D30. Mã số tiếp theo D31 ạ. D31 là một cái lưỡi liềm. Lưỡi này khá là to đấy. Lưỡi liềm. Chiều dài lưỡi của nó là 26 cm. Bản rộng của nó là 5,5 cm. Và độ dày của nó là nó dày tới 3,5 ly, dày 3,5 ly ạ. À, nó dày 4 ly ạ. À, dày 4,5 ly luôn ạ. Đây này, dày hơn 4 ly, 4,2, 4,5 ly ạ. Cái này là nó là giống như cái dạng liềm mà mình phát cỏ hoặc là mình móc mình giật cành giật ấy trên cao đấy, lưỡi mài một mặt ạ.
lưỡi mài một mặt thép hai lớp, cái này lưỡi còn mới nhá các bác, còn nguyên lớp sơn mạ này, chữ được khắc chìm rất là nhiều trên bề mặt đấy, mặt sau đấy. Cán thì người ta cưa mất rồi, về các bác đóng cái cán này. Cái này nó giống như cái liềm, cái móc để mình giật hái cành, hái quả trên cao đấy. D31 là 200, 200 ngàn. Mà tiếp theo là D33. D33. D33 là một cái cây bào, cây bào. Chiều dài của cây này là 26 cm, chiều ngang cây bào là 7 cm, chiều ngang 7 cm, và độ dày cây bào nó dày khoảng 3,3 cm, 3,3 cm. Cây bào này anh còn đẹp nha các bác, nó còn nguyên tem mác này. Cái này nó dính những cái vết ố vào thôi nên nhìn màu nó không đẹp nữa. Lưỡi còn đẹp nguyên nhá, nó có hãng là Kobayashi, Kobayashi có chữ của Nhật luôn này, và nó có một logo hình cái bông hoa này, bông hoa đấy ạ. Này về có bông mài vệ sinh lại, trà mài trà vệ sinh lại một tí nhá. D33 là 180 ngàn. Này lưỡi rất là đẹp luôn, có logo hình bông hoa này. Mã số tiếp theo là D34 ạ. D34 cũng một cây bào luôn. Chiều dài cây bào này là 26 cm, ngang cũng 7 cm, và nó dày cũng khoảng 3,5 cm. Cái này cũng còn đẹp, còn nguyên tem mác đấy ạ. Còn nguyên tem mác này. Lưỡi của nó đây đẹp, chữ được khắc rất là nhiều trên lưỡi bào, khắc gần như kín cái lưỡi bào luôn ạ. Cái này D34 180 ạ. Đến mã số tiếp theo là D35 là kéo cắt cành ạ. D35. D35 là một cây kéo cắt cành trắng đỏ size 20 ạ. Chiều dài của nó là 20 cm đấy. Kéo này là lưỡi của nó đây, phần lưỡi không gam mẻ gì hết ạ. Và phần cán thì được bọc cao su trắng đỏ. Này nó hơi bẩn tí này, về các bác rửa đi. Mà các bác xài thì có khi nó dính bẩn, nó cũng sẽ bị bẩn thôi. Kéo này đây, tay em dính dầu nên sờ nên nó bị đen đen đấy. Chữ được khắc chìm trên cán đấy. Cái này D25, D35 là 230, 230 ngàn. 230 ngàn. D36 á. D36 cũng một cây kéo cắt cành. Chiều dài cây này là 18,5 cm ạ, 18,5 cm. Cây này lưỡi chữ được dập chìm, chữ được dập nổi ạ. Chữ nổi trên lưỡi kéo này. Lưỡi của nó là hai lớp thép nha các bác, lưỡi hai lớp thép ạ. Và mặt bên này có chữ G7 này. 3007, ốc của nó là ốc đồng ạ. Và cán của nó cũng được làm bằng thép luôn. Còn trắng sáng không có bị reset gì ạ. Chốt cài lò xo còn nguyên ạ. D36 là 250 ngàn ạ. D36 250 ngàn. D37 ạ, là một cái kéo cắt cành đúc. Cái này là chiều dài của nó là 18 cm ạ. Cái kéo chiều dài 18 cm. Đây phần lưỡi còn đẹp, còn sắc bén nhá các. Và cây kéo này lưỡi của nó hai lớp thép ạ, lưỡi hai lớp thép. Cái này chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi đấy ạ. Cán còn đẹp này, không bị reset thì nó cho còn nguyên. Này cái khuy cài nó bằng da nó bị đứt rồi các bác, về các bác chế lại khuy khác nhé. Nó có hai cái lỗ nhỏ này, về các bác có thể chế cái dây để móc cán kéo, móc kéo lại khi không lúc nào không xài móc lại. Chữ được khắc chìm lưỡi hai lớp thép. D37 là 280 ạ. D37 280. Mã số tiếp theo D38 ạ. D38 là một cái cây cạp chéo của Checkmark ạ. Chiều dài cây cạp này nó dài là 20 cm. Chiều dài cây kéo cạp chéo Checkmark này đây. Chữ đây. Checkmark ạ. Chữ Nhật. 30 12 98. Cái này số này em không biết là gì ạ. Nó còn rất là đẹp luôn ạ.
Phần lưỡi đây, lưỡi còn khít nhưng mà còn sắc bén và còn khít này, không có bị hở gam mẻ gì hết ạ. Cây này là D38 là 470 ngàn ạ. 470 ngàn. Cặp chéo. D38 470 ngàn. Mà số tiếp theo D39. D39 là một cái cây kéo cắt vải ạ. Chiều dài cây này nó là 24,5 cm. Ốc chốt bằng đồng nhé các bác. Đây, chữ nó được khắc chìm trên bề mặt cây kéo đây. Và nó có logo hình hai bông lúa hai bên này, hai bông lúa. Mấy cái kéo mà có những cái logo hình bông lúa này là toàn là kéo ngon nhé các bác. Kéo toàn kéo ngon đấy. Chữ được khắc hai mặt ạ, chữ khắc hai mặt. Cái này ốc nó lỏng. Các bạn xiết này. Này lưỡi rất là bén luôn ạ. Đây em cắt thử cái vải bò cho các bạn coi nhá. Đây. Rất là bén ạ. Cán của nó thì còn nguyên lớp sơn mạ màu đen này, còn đẹp nguyên ạ. Logo hình bông lúa. D39 là 200 ạ. Mà số tiếp theo D40 ạ. D40 cũng một cây kéo cắt vải luôn. Chiều dài cây này là 25 cm. Cây này cũng ốc đồng chốt đồng này. Chữ bên này chữ khắc chìm rất là đẹp rồi. Và mặt bên này thì chữ được khắc thủ công ạ. Này kéo rèn thủ công nên những cái người thợ người ta đã khắc chữ lên trên cây kéo luôn này. Cây này cũng rất là bén luôn ạ. Cái này em đã test thử hết rồi nha các bác, đều cắt vải rất bén luôn ạ. Đó. Cái này D40 là 200 ạ, D40. Phần cán của nó thì còn nguyên lớp sơn mạ. D40 200 ạ. D41 ạ. D41. Cũng một cây kéo cắt vải luôn. Chiều dài của cây này nó là 25 cm. Nó của hãng gì đây? Toba Sami. Cây này cũng ốc đồng chốt đồng, ốc đồng chốt đồng. Chữ bên này chữ được khắc chìm bên này này. Cũng có logo hình bông lúa. Hình hai bông lúa này. Và bên này có chữ Tokyo này. Toba Sami 24 mm, 240 mm. Cán của nó còn nguyên lớp sơn mạ. Cái này D41 cũng 200 ngàn, 200 ngàn. Lưỡi còn sắc bén không ạ? Đây, em cắt thử cho các bác coi. Này cầm nó mềm. Lưỡi còn sắc bén nhá. Về các bác xài thì các bác quen thì các bác thể mài thêm một tí nữa nhá. D41 200 ạ. Số tiếp theo D42 ạ. D42 là một cái cây kéo của cắt vải của hãng Checkmark. Chiều dài cây kéo này là 24,5 cm. Cái này ốc đồng chốt đồng này. Nó của hãng Checkmark đây ạ. Logo các thứ có trên này. Hãng Checkmark này. Beowulf. Này lưỡi là thép không rỉ nhá bác, lưỡi thép không rỉ mà lưỡi hai lớp thép đấy, thép không rỉ hai lớp. Cán của nó cũng còn đẹp, lưỡi là thép không rỉ ạ. D42 là 190 ạ. Số tiếp theo là D44 ạ. D44 là một cái cây kéo cắt vải, cây này nó của hãng Shinkai Japan này. Chữ được dập chìm trên kéo đó. Chiều dài của cây này là 24 cm. Cây này cũng còn mới còn đẹp nhưng mà lưỡi còn nguyên lớp sơn mạ màu đen luôn. Ốc đồng chốt đồng. Cán thì được ốp nhựa, cán ốp nhựa. D44 200 ạ. D44 200. D45. D45 là một cái cây kéo. Cây này không biết là kéo tỉa cành
kéo tỉa cành ạ. Chiều dài của cây kéo này là nó dài là 24,5 cm, chiều dài 24,5 cm. Lưỡi nó dày chắc khoảng 3 đến 3, lưỡi rất là dày luôn ạ. Và bên lưỡi nó có rãnh này, có rãnh. Kéo còn rất là, còn khá là đẹp, còn cũng còn sắc bén ạ. Đây, ở đây nó có một cái dấu hình chữ nhật, nó dập chìm hai chữ bên trong đấy. D45 là 200 ạ. D45 200. D47 ạ. D47 là một cái cây kéo bướm size lớn ạ. Cây này size rất là lớn luôn các bác. Size của nó là 22,5 cm, 22,5 cm ạ. Lưỡi kéo còn đẹp, lưỡi hai lớp thép ạ. Và lưỡi không gam mẻ gì hết, còn đẹp luôn ạ. Cán kéo còn đẹp trắng này, sáng, không rỉ sét gì hết. Chữ được dập chìm trên cán ạ. D47 230 ạ. Mã số tiếp theo là D49 ạ. D49. À quên, D48 trước ạ. Mã số tiếp theo D48. D48 cũng một cái cây kéo bướm ạ. À, chiều dài cây này là nó khoảng sấp xỉ 20 cm, dài sấp xỉ 20 cm. Cây này lưỡi còn đẹp, lưỡi hai lớp thép không, không gam mẻ gì hết ạ, lưỡi còn đẹp và sắc bén. Và chữ được khắc hai mặt, hai bên của càng, hai bên càng kéo đấy. D48 là 108 ạ. Và số tiếp theo D49 ạ, là một cái cây kéo con cá thép không rỉ ạ. Chiều dài cây này 17 cm ạ, chiều dài 17 cm. Lưỡi cũng hai lớp thép ạ, và cây kéo này thép không rỉ không ạ. Chữ được khắc hai bên của cây kéo luôn ạ. D49 150 ạ. Và số tiếp theo D50 ạ. D50 là một cái bộ gồm 3 cây kéo tỉa mini ạ. Cây dài nhất là chiều dài của nó là 16,5 cm. Cây này chiều dài 16,5 cm. Cây số 2 này. Cây số 2 chiều dài của nó là 12,5 cm. Và một cây nhỏ nữa này. Cây số 3 là chiều dài của nó là 11,5 cm. Đây, một bộ 3 cây này, này. Ba cây còn đẹp nguyên không ạ? Lưỡi còn sắc bén nữa. D50 180 ạ. 180 ngàn. D51 ạ. À, một cái cây kéo tỉa răm. Chiều dài cây này là 20 cm, kéo chiều dài 20 cm. Này cũng còn đẹp nữa không? Còn nguyên lớp sơn mạ ở ngoài nữa. Lưỡi còn đẹp và sắc bén này, còn nguyên bản nữa. Lưỡi hai lớp thép. Và cái phần cạnh của lưỡi này nó kiểu cạnh lưỡi là nó hình tam giác này. Cạnh lưỡi hình tam giác. Cái này D51 là 150 ngàn. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo. Hôm nay thì có một con rìu rất là hiếm nhé các bác. Rìu mặt trăng này. Rìu mặt trăng thép giấy xanh luôn. Rìu mặt trăng đã hiếm rồi, thép giấy xanh cũng khá là hiếm đấy. Chiều dài con, chiều dài lưỡi rìu là 14 cm. Chiều ngang lưỡi rìu tính từ trên ấy xuống là 10 cm. Đây, chiều ngang 10 cm. Đây ạ, thép giấy xanh này. Lõi thép giấy xanh. Đây, cái phần lưỡi này ạ, lưỡi. Còn cây này còn nguyên bản luôn. Và cây này em lấy về cũng chưa có mài nhá bác. Chưa có mài, chỉ có trà sơ sơ thôi. Nó còn rất là đẹp luôn. Này về các bác vệ sinh, về bác vệ sinh hoặc là thay cán luôn. Những con mới này thay những cái cán mới đẹp đấy. Về bác nào thích mua về vệ sinh nhá. Cái này bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Em sẽ báo giá đấy. Rìu mặt trăng thép giấy xanh ấy. Bên này có số 96 này. Mã số tiếp theo là D52 ấy. Là một cây dao chặt. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng sấp xỉ 18 cm. Chiều ngang lưỡi là 6,5 cm. Và độ dày của nó là
Nó dày khoảng hơn 6 ly, hơn 6 ly. Cái này lưỡi mài một mặt thép hai lớp ạ. Bề mặt lưỡi còn đẹp, còn nguyên lớp sơn mạ nữa. Mặt sau đây, chữ được khắc chìm mặt sau. Cây này là D6, cây này là D52 350 ngàn, 350 ngàn. Và số tiếp theo D53. D53 là một cái cây dao chặt. Chiều dài lưỡi 18,5 cm. Chiều ngang lưỡi là 3 cm. Và độ dày của nó này. Nó dày 6 ly ạ, dày 6 ly. Cái này dao chặt thẳng nhau á, dao chặt thẳng lưỡi hai mặt, ba lớp thép ạ. Chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi ạ. Lưỡi bề mặt lưỡi còn đẹp, không rỉ se gì hết ạ. Cán còn đẹp nguyên ạ. Cái này D53 là 260 ạ, 260 ngàn. D54 ạ. Cũng một cây dao chặt. Chiều dài lưỡi là 18 cm. Chiều ngang lưỡi là khoảng 3,4 cm. Và độ dày của nó này. Nó dày là 6 ly, dày 6 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp. Bề mặt lưỡi nó hơi rỉ rỉ một vài vết, mấy vết li ti trên bề mặt đấy. Cán thì còn đẹp ạ. D54 là 200 ạ, 200. Và số tiếp theo D55 ạ, là một cái cây dao bếp của hãng Takazuki. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng xấp xỉ 20 cm. Chiều ngang lưỡi là 4,5 cm. Và độ dày cây này là nó dày 2,5 ly, 2,5 ly ạ. Takazuki made in Japan ạ. À, có một cái logo hình tròn có mấy cái đinh nhọn nhọn chĩa lên ấy. Này cán bằng gỗ này, chốt 3 chốt đồng và khâu cũng là khâu đồng. D54 là 300, D55 350 ngàn. D55 350 ngàn. D56 là một cây dao Lakiri thép 3 lớp. Chiều dài của nó là 17 cm. Chiều ngang lưỡi là 4 cm. Và độ dày của nó là nó dày khoảng 1,8 ly ạ, 1,8 ly. Cái này thép 3 lớp nhá, bề mặt lưỡi ốp hai lớp thép bên ngoài không rỉ ạ. Chữ được khắc chìm trên bề mặt rất là sắc nét và đẹp. Cán này. Cán gỗ còn đẹp, hai chốt inox. D56 260 ạ, 260. D57 ạ. Là một cây dao của hãng Kai thép 3 lớp, dao Nakiri thép 3 lớp hãng Kai. Chiều dài lưỡi 16,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 4,7 cm. Và độ dày của nó là nó dày khoảng 1,5 ly, 1,5 ly. Cái này cũng còn đẹp này các bác. Chữ logo được dập trên đấy đó. Mặt bên này có chữ Kai Made in Japan này, dập logo hãng Kai này. Lakiri thép 3 lớp. Này, thép 3 lớp. Còn rất là đẹp luôn. Cán nhựa hai chốt inox. Cán còn đẹp. D57 là 300 ạ. 300. D58 ạ. À, một cái cây dao cai. Dao cai, dao nhọn. Chiều dài lưỡi là khoảng 16,7 cm. Chiều ngang lưỡi là khoảng 4,6 cm. Và độ dày của nó là 1,5 ly ạ. Này dao một lớp. Dao một lớp theo không rỉ. Kai Seki Marokoroku này. Chữ còn logo chữ được dập trên bề mặt lưỡi dao đấy, lưỡi dao còn đẹp nhưng mà bên này có dập logo, dập Nazia logo hãng cài này. Cán nhựa và ba chốt inox. D58 cái này 170 ạ. D58 170 ngàn. Mà tiếp theo D59 ạ, là một cái cây dao, một cái lưỡi dao thép 3 lớp. Chiều dài lưỡi là 16,5 cm. Bản rộng 4 cm ạ. Bản rộng 4 cm và độ dày 1,5 ly ạ. Này lưỡi 3 lớp thép đúng không ạ? Chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. D59 là 120 ạ. 120. Cái này lưỡi không về các bác đóng thêm cán, nắp thêm cán rồi nhé. D59 120.
Đến mã số tiếp theo D60 ạ. D60 là một cái cây dao gấp mini này. Chiều dài cây này nó là 15,5 cm cả cán nhé các bác. Lưỡi dài là khoảng 6,5 cm. Ngang là 2,2 cm và dài khoảng 2,5 ly, khoảng 2 ly, dài khoảng 2 ly. Đây, cái này dao gấp mini này, có chữ USA trên này. Cái này D60 là 120. Hôm nay thì em có lấy được một số đồ nghề giới thiệu các bác trên video, các bác theo dõi video thì món đồ nào phù hợp mục đích công việc sử dụng của mình thì có thể ủng hộ cho em nhé. Số điện thoại liên hệ thì em có ghi ở phần mô tả video ạ. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Em chào tạm biệt các bác ạ.